trăm năm tích đức tu hành, chưa đi yên tử chưa thành quả tu. Hôm nay mình xin mời các bạn tham quan đỉnh Thiêng Yên Tử, nơi gắn liền với quá trình tu luyện, truyền đạo và nhập cõi niết bàn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đầu tiên xin mời các bạn đến với chùa Trình. Đây được coi là cửa ngõ của khu danh thắng Yên Tử. Trước đây Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi lên núi Yên Tử đã dừng chân ở chùa Trình. Và ngày nay chùa Trình đã được xây dựng trở thành điểm đầu tiên cũng như là điểm kết thúc của chặng đường gian nan vất vả lên đỉnh núi Yên Tử. Và để lên đỉnh Yên Tử, nghĩa là lên chùa Đồng ấy, từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, nếu đi bộ các bạn có thể mất khoảng 6 tiếng. Đối với những người lần đầu lên núi Yên Tử thì có lẽ rằng các bạn nên đi bộ để khám phá nét đẹp hoang sơ của núi rừng Yên Tử. Còn đối với những người già, thuận tiện nhất đó là đi bằng cáp treo để đỡ vất vả hơn. Từ trên cao các bạn có thể ngắm cảnh núi rừng Yên Tử ở cáp treo cũng rất là đẹp các bạn ạ. Và khi đi đến độ cao 534m so với mực nước biển thì chúng ta sẽ đến với chùa Hoa Yên. Đây là ngôi chùa to nhất, đẹp nhất trong hệ thống chùa ở đỉnh núi Yên Tử. Xưa kia đây là địa điểm chính mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã giảng dạy cho các đệ tử của mình. Trong đó có Bảo Sái, có Pháp Loa, có Huyền Quang. Trong quần thể chùa Hoa Yên có vườn tháp Huệ Quang, trong đó có Huệ Quang Kim Tháp, nơi mà có chứa xá nị của vua Trần Nhân Tông. Và đặc biệt ở đây có tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông, một bảo vật quốc gia đặc biệt được nhà nước công nhận. Đây là hình ảnh các du khách từ tháp chuông của chùa Hoa Yên quay trở ra. Đi theo những bậc đá, khi đến độ cao 724m so với mực nước biển, chúng ta đến với chùa Vân Tiêu, một ngôi chùa am mây thoát tục. Và chùa Vân Tiêu có một vườn tháp gọi là Vọng Tiên Cung. Ở đây có một ngôi tháp 9 tầng gọi là Cửu Trùng Đài, nơi thờ các tiền tổ của thiền phái Trúc Lâm. Khi chúng ta lên đến độ cao khoảng 900m so với mực nước biển, chúng ta đến với đỉnh An Kỳ Sinh. Và trên đỉnh An Kỳ Sinh, năm 2013, nhà nước đã dựng tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đây là ngôi tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông bằng đồng lớn nhất Việt Nam, cao tới 15m và nặng tới 138 tấn. Từ vị trí của tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông có thể phóng xa tầm mắt, cảm tưởng như có thể bao quát được đất trời phương Nam.
Trên đỉnh An Kỳ Sinh còn một bức tượng độc đáo nữa, đó chính là tượng An Kỳ Sinh. Tương truyền rằng tượng đá này do An Kỳ Sinh, một thầy phong thủy, một thầy thuốc giỏi ở đất Trung Quốc, sau khi sang phương Nam hóa đá biến thành. Bên dưới chùa Đồng vài chục mét có một tấm bia Phật, người ta gọi đó là cổng trời bia Phật. Và tại sao lại gọi là bia Phật? Bởi vì ở trên bia có ba chữ rất là to, tuy nhiên hai chữ đầu thì đến nay bị mờ không phân biệt được đó là chữ gì, nhưng chữ cuối cùng đó là chữ Phật, và vì vậy người ta gọi đó là bia Phật. Và lên tới độ cao 1068 mét so với mực nước biển, đó là đỉnh Thiêng Yên Tử. Trên đỉnh Thiêng Yên Tử có chùa Đồng. Đây là ngôi chùa trên đỉnh núi bằng đồng lớn nhất châu Á. Chùa Đồng có trọng lượng lên tới 70 tấn, chiều dài 4,6 mét và chiều rộng 3,6 mét, cao 3,35 mét. Chùa Đồng chính là địa điểm nổi tiếng nhất trong quần thể di tích danh thắng Yên Tử, là đích đến của mọi tăng ni Phật tử, du khách thập phương khi hành hương về với đất Thiêng Yên Tử. Khi đứng cạnh chùa Đồng, mọi người có cảm giác như đón nhận được sự linh thiêng của Phật pháp. Đặc biệt khi lên đến đây, tâm hồn trở nên thanh tịnh, mọi no toan của cuộc sống được như được gột rửa. Và từ đỉnh Yên Tử nhìn về bốn hướng, cả vùng Đông Bắc như một dải lụa xanh thẳm hiện ra trước mắt, một cảnh đẹp sơn thủy hữu tình. Và hàng năm vào dịp đầu xuân mới, du khách thập phương khắp mọi miền đất nước đều mong muốn hành hương về Yên Tử để chiêm bái chùa Đồng, để tìm về cõi Phật và để tìm về với chính mình. Ngoài ra một địa điểm nữa ở phía tây dãy Yên Tử mà các bạn không nên bỏ qua, đó chính là Am Ngọa Vân và chùa Ngọa Vân. Tại sao đây là một địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua? Bởi vì đây chính là nơi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập cõi Niết Bàn ở đây. Những năm cuối đời, người sống ở Am Ngọa Vân, và rồi chính người cũng nhập cõi Niết Bàn tại Am Ngọa Vân. Và đường đến Am Ngọa Vân thì rất là hoang sơ. Các bạn có thể nhìn đường rất hoang sơ. Và chính vì vậy, đây là một cảnh đẹp rất lý tưởng để cho các du khách hành hương về với thánh địa của đất Phật. Từ chùa Ngọa Vân chúng ta nhìn thấy cảnh rất là đẹp, mây núi chập trùng. Và hy vọng rằng qua video các bạn sẽ cảm thấy được vẻ đẹp của núi rừng Đông Bắc, và đặc biệt nhất các bạn sẽ tìm lại được chính mình, tìm về với cõi Phật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Xin chào các bạn.